yêu sao tiếng gáy chim cu, gầy đà bể nước lời ru của bầm. Ok, đây là xe Mỹ Thảo. Đây là đơn hàng là gửi chuột để mẻ lúa vào đây. À, thì hôm nay thì rất là nhiều đơn hàng các bạn ạ. Đơn thứ nhất thì em xin giới thiệu với các bác là đơn về đây thông tin đây 0968534504 Hương Xuân, Hương Khê, Hà Tĩnh này. Đơn thứ hai là về Đông Anh, Hà Nội, đuôi 198. Đơn thứ ba là về Mỹ Đình. Đơn thứ tư là về Sông Mã. Đơn thứ năm là về Yên Mỹ, Hưng Yên. Đơn thứ sáu là về Mỹ Đình. Đơn thứ bảy là về Bắc Giang, Hiệp Hòa. Đơn thứ 8 là về Cao Lộc, Lạng Sơn. Và đơn thứ 9 là về bến xe Sơn La. Bến xe Sơn La. Đơn thứ 10 là về Vạn Kiếp, Hà Nội, Hà Đông. Đơn tiếp theo là về bến xe Như Quỳnh, Hưng Yên. Và tiếp tục là đơn về Bắc Linh. Ok, xin cảm ơn các bạn đã theo dõi. Và sau đây xin mời các bạn đến với quy trình để mình bắt chim, bắt chuột chuyển cho các bạn hàng ngày. Ok, mọi chi tiết thì các bạn có thể quan tâm đến bảng sau đây. Đây là cái bảng thông tin của đồng chí Thao đang quản lý kênh Chim Cô Gái Hay. Các bạn mua con giống đạt điểu, mua chim cu gáy, mua chuột lang, tất cả các sản phẩm cây con giống, các bạn hãy quan tâm đến thông tin số điện thoại, địa chỉ, số tài khoản chính thống của đồng chí nào. Cảm ơn các bạn đã quan tâm. Đây là quy trình chuẩn bị cả lúa, cả cỏ vào trong cho chuột ăn. Thế thôi, ít thôi. Ít nửa đấy thôi. Nửa thôi. Đây là những chú chuột. Tiêu. Mỗi một chuồng đều có một tấm ba lô. Chạy đi, chạy đi, chạy đi cho nó ngủ, nghỉ chân đi. Này. Em kiểm tra xem nào. Thứ nhất cái vú đi cái nhìn chưa đấy vú bím đây con được một cái ngon vú đây con đực đây cho con đực này vào con cái đấy đực này đánh dấu màu xanh sẵn rồi lú lấp đấy em thấy làm nó sạch kiểm tra một cái vú đâu vú đây đây các bạn nhìn thấy nhá con ngoài cái vấn đề xem cái bộ phận sinh dục cái vú của nó cũng rất quan trọng
Được, xanh, sơn màu xanh. Đây là cho lúa. Ok. Mình hết thì mình để ở các chuồng khác thì mình dồn nó vào đây. Đây là ấm. Bây giờ các bạn để một tấm ván này cho nó Em ơi. Ơi. Mang cỏ vào đây. Đây là uống nước này. Đấy. Mình làm chuồng nó nghiêng nghiêng xuống dưới chút. Mấy cỏ đây nhanh lên, ít thôi. Không, anh để ở chỗ này mà thích thích góc ở trong nhà, ở trong ăn ở bên trong để hai khe bên này này. Không thích ra ngoài ăn này. Ăn rút bên trong ấy. Rút rút đấy. Vâng, anh ăn đấy. Vẫn nằm ở trong đấy rút đấy. Ăn đấy, ăn đấy. Bắt đầu ăn đấy các bạn nhé. Cỏ nè. Đèn thì ăn luôn rồi. Ăn tự nhiên luôn. Ăn. Để các bạn cứ chăm sóc như này thôi. Thích lắm, nuôi này nhẹ nhàng thích lắm, dỗi. Bạn nào mua giống về mà nuôi để là con thì bên mình sẽ nhập cho, hỗ trợ đầu ra. Hay lắm, món này hay lắm. Nuôi đơn giản mà. Ít tốn kém mà nuôi bầy đàn được. Đấy, ăn. Các bạn đang xem hình ảnh trực tiếp của đồng chí Thao trên cô gái nhá. Đấy. Các bạn nhìn đây. Đấy, ăn. Ngày nữa thì ăn ngày này có một ít lúa này thôi. Ngồi nghi ngại cái con nọ lớn thì con kia đẻ con này lớn thế thôi. Rất hay. Con kia sắp đẻ rồi kìa. Ừ. Con bụng to nhỉ. Bụng to sắp đẻ, con quanh 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 ra đây. Con đấy mai cho vào giỏ. Ăn rất hiên ngang, rất đẹp. Xoạt 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 xoạt. Ok. Mình phải đậy vào đây để cho nó lú lấp vào trong. Đấy. Ok. Đấy, thì đây là mình để nó vào trong này cho nó ăn cỏ, nó ăn lúa. Đi cả hai ngày chả chết con nào đâu. Dám niêm phong à, niêm phong à. Mọi chi tiết thì các bạn cứ cần chim cu gáy, cần thông tin quảng cáo ở trên kênh của mình thì các bạn có thể alo. Đây, một lần nữa mình xin đưa camera đến cái góc thông tin. Mấy giờ rồi?
Ui, 6 giờ 10 rồi, nhanh đi. Tiếp tục. Đây là con này, con đực kìa. Mình đánh dấu sơn đỏ. Các bạn nhìn cái chim này, rất là đẹp luôn. Bộ cường rất là khủng khiếp luôn. Đực, chân gạch. Cây chưa? Đực là tiền chân cả. Để điện thoại thế, không cầm nữa, tạm dừng rồi kệ nó. Ok, đấy. Thì mình đã dán cái cửa liêm phong này rồi đấy. Tất cả những cái phiếu, tất cả những phiếu của mình đều có những cái cửa liêm phong đấy. Sổ sách. Đúng. Nào, kiểm cho nào, kiểm cho nào. Đây là cái số lượng đơn hôm nay khá là nhiều. Mình cũng muốn chuẩn bị. Bây giờ 6:20 rồi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 đơn. 1, 2, 3, 4, 5, lấy hai đơn. Đọc từng địa chỉ xem nào. Đọc đi, đọc cái số điện thoại với địa chỉ xem nào. Đọc đi, đọc từng phiếu một đây này, đọc nghe này xem nào. Ở đâu đấy, đọc đi. Đuôi bao nhiêu? 2264 về đâu? 264 về Bắc Ninh à? Rồi 264 có rồi. Cái nào nó cùng nhau phải dán liền vào nhau chứ. Không dán liền đâu, nhưng sao biết được. Đây, cái đơn cuối cùng này dán gắn cái này. Đấy, không biết đâu với đâu. Đúng rồi, đơn đấy là 3 đôi Pháp với 1 đôi Nhật. Dán đi. 264 874 Sơn La. Một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám, chín, mười, mười một, mười hai, mười ba, mười đơn. Sẽ trở về Mỹ Đình. Chín, tám, thôi đi. Đùa. Đây là thông tin kênh của mình nha các bạn nha. Yêu sao tiếng gáy chim cu, gầy đà bể nước lời ru của Bầm.